Hôm nay Kinh Mèo Hay xin phép là được trao đổi thêm một số cái dạng toán nhẩm rất là lý thú nữa. Nhưng mà trước hết thì xin phép giải cái bài tập hôm trước. Cái bài tập hôm trước là vẽ bốn đoạn thẳng đi qua chín điểm. Thì thông thường các em học sinh nó gặp khó, tại vì nội vẽ xung quanh cái hình này thôi, chín cái điểm này thì đã mất hết bốn đoạn thẳng rồi. Bây giờ làm sao mà đi qua được cái điểm ở giữa? Đây là một trong những cái bài toán mà nó có cái ý nghĩa triết lý, tức là dạy cho học sinh nó khai mở tư duy và hướng cho các em tới một cái lối tư duy nó thoáng hơn. Đừng bao giờ nghĩ gò bó trong cái khuôn khổ, trong cái thói quen hàng ngày thì chúng ta sẽ rất dễ bị bế tắc. Đối với cái bài toán này cũng vậy. Nếu ông cứ nghĩ vòng vòng trong mấy đường kẻ trong cái khuôn này nè thì sẽ không có giải quyết được cái bài toán này. Đó, còn nếu khi mà suy nghĩ rộng ra, suy nghĩ thoáng ra, khai mở tư duy thoáng ra thì các em sẽ nhanh chóng tìm được cái hướng xử lý cái bài toán này. Đây, ví dụ, đây là một cách. Đó, rõ ràng nếu không bị gò bó cái tư duy trong cái thì các em sẽ nhanh chóng tìm được cái hướng xử lý cái bài toán này là rất là hay. Rồi, tiếp theo hôm nay xin phép chia sẻ với chúng ta một cái dạng toán cũng rất là hay. Cái này cái mẹo tính nhẩm, và trước đây thì chúng ta cũng có từng gặp cái trường hợp là các cái bài toán là nhân với số 11 rồi. Đó, ví dụ như 23 mà nhân với 11 thì chúng ta có kết quả là số 23 xuống để giữa một khoảng trống, và cái số giữa chính là lấy 2 với 3 cộng 5 đặt ở giữa. Thì đây là kết quả của phép toán nhân với 11, rất đơn giản phải không ạ? Trường hợp cái số nó lớn hơn, ví dụ 76 nhân với 11 đó, thì chúng ta cũng sẽ ghi 76 xuống, chắc chắn số phía sau sẽ là số 6 rồi. Và số đằng này là số 7, nhưng mà khi cộng lại đó, 6 cộng 7 bằng 13 thì nó có nhớ, cho nên chúng ta ghi trước 3, chúng ta ghi trước số 3, và số 7 này nè, vì có nhớ 1 cho nên nó thành 8. Giờ ta thử lại kết quả hai phép tính này các bạn. 23 nhân 11 bằng đây 253. 76 nhân 11 bằng đây 836. Như vậy trường hợp có nhớ thì chúng ta cộng lại 76 cộng 13, có nhớ 1 thì chúng ta dồn qua với cái số đằng trước ha các bạn. Đó, nhưng mà trường hợp nó nhiều chữ số thì sao? Ví dụ chúng ta có cái phép tính là 2 3 4 5 nhân 11. Đó, thì chúng ta cũng sẽ có số đầu là 2, số cuối, số hàng đơn vị là 5. Và giữa này nè, nó có 3 chữ số. Chữ số đầu tiên là chúng ta lấy 4 cộng 5 nè, được 9, chúng ta ghi xuống đây. Chữ số tiếp theo chúng ta lấy 3 cộng 4 nè, bằng 7, chúng ta ghi ở đây. Và chữ số tiếp theo nữa, chúng ta lấy 2 cộng 3 bằng 5, chúng ta ghi ở đây. Đó, cho nên nếu phép tính nó dài dài nữa thì chúng ta cũng như vậy. Và nếu nó là những con số có nhớ thì chúng ta cứ cộng dồn vào phía đằng trước. Đầu chúng ta thử cái phép tính này ha. 2, 3, 4, 5 nhân 11 bằng 25, 7, 9, 5. Đây, kết quả chính xác. Và bây giờ nếu chúng ta là thử làm cái phép tính mà nó có nhớ xem sao, coi nó có dễ không. Ví dụ đây là 6 7 8 9 thì con số đầu tiên hàng đơn vị chúng ta sẽ có là 9. Tiếp theo, con số tiếp theo sẽ là 9 cộng 8 bằng 17, chúng ta viết 7 nhớ 1. Số tiếp theo là 8 cộng 7 15, 1 16, chúng ta viết 6 nhớ 1. Con số tiếp theo là
6 cộng 7 bằng 10, 3 cộng 1 là bằng 14. Viết 4 nhớ 1. Con số cuối cùng là con số 6 cộng 1 là 7. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, chúng ta kiểm tra phép toán này. 6, 7, 8, 9 nhân 11 bằng. Rồi, 7, 4, 6, 7, 9. Chính xác ha. Đó, thì hôm trước chúng ta làm quen với cái phép tính là nhân một số với 11 rồi. Hôm nay có một cái bài toán tương tự. Đó là cái bài toán về một số nhân với 55. Cách làm nó như cái bài toán 11 vậy. Nhưng cái này nó chỉ nhân một chữ số thôi nha. Ví dụ như chúng ta có 55 nhân với 3. Thì lấy 3 nhân 5 được 15. Chúng ta ghi 15 nhưng mà để ở giữa khoảng trống. Và cái số ở giữa này nè, nó bằng số 1 với số 5 cộng lại là 6. Đây, hoặc là một ví dụ khác. 55 nhân 7 chẳng hạn. 7 lần 5 35, ghi 35. Và số ở giữa sẽ là số 8. Ví dụ vậy. Hoặc là 55 nhân 9, kết quả sẽ là 9 lần 5, 45. Và ở giữa sẽ là 9. Cho 4 cộng 5 bằng 9, đưa vào giữa. Ở bên này 3 cộng 5 bằng 8, đưa vào giữa. Đây 1 cộng 5 bằng 6, đưa vào giữa. Giờ chúng ta kiểm tra, thử kiểm tra mấy phép tính này các bạn. 55 nhân 3. Đây, một số 5. 55 nhân 7 bằng 385. 55 nhân 9 bằng 495. Đây, 495. Chính xác rồi các bạn. Đó, cái bài này nó ná cái kiểu của cái bài toán 11. Rồi có một phép toán cũng rất thú vị. Đó là trừ bình phương. Mấy phép toán này nhìn vô thì thấy cảm thấy giác, thấy sợ. Thấy có vẻ nó phức tạp và tính toán rất là nhiều. Phải nhân ra, ví dụ đây 5 với bình phương lên sẽ bằng 25 trừ 4 bình phương lên 16, rồi vân vân. Thì dưới này cũng vậy. Nhưng kỳ lạ là những cái phép tính dạng này nó có một cái nguyên tắc làm rất nhanh. Và nó phải thỏa cái điều kiện này nè. Số bị trừ á, nó lớn hơn số trừ đơn vị thôi. 5 trừ 4 nè, 13 trừ 12 nè, 25 trừ 24 nè, 127 trừ 100, 127 bình phương trừ 126, hay là 1003 trừ 1002 vân vân. Thì nó có một cái nguyên tắc làm giống nhau là cứ lấy hai số này cộng lại. Cho nên không phải cần phải tính toán gì hết. Ghi thẳng ra kết quả luôn, cái này sẽ bằng 49. Nhưng mà phải thỏa cái điều kiện nha. Nó thỏa cái điều kiện là cái số bị trừ này nó lớn hơn số trừ chỉ một đơn vị thôi. Trừ ngay cái số sau nó. Ngay cái số bình phương mà nhỏ hơn nó một đơn vị thôi. Giờ chúng ta thử kiểm tra coi cái phép tính này nó có đúng không nha. 5 nhân 5 tức là 5 bình phương bằng 25 trừ cho 4 nhân 4 bằng. Đây, kết quả ra 9. Phép tính dưới nha. 13 bình phương bằng trừ cho 12 bình phương bằng. Đây, 25. Ở dưới 25 bình phương trừ cho 24 bình phương bằng. Đây, 49. Như vậy thì đối với những cái số lớn hơn
Dạ 2004 Bình Phương trừ 2003 Bình Phương. Nếu mà chịu mà là lấy giấy lấy viết ra nhân cũng mệt mỏi ha. Nhưng nếu các em nó nắm cái mẹo thì ghi ngay luôn được kết quả là 4007 hoặc là 4 50, ví dụ vậy. Bình Phương trừ 4 49 Bình Phương sẽ có kết quả ở đây là 9 9 8. Rồi chúng ta thử nha, thử lại kết quả hai phép tính này. 2004 Bình Phương trừ cho 2003 Bình Phương bằng 4007. 450 Bình Phương trừ cho 449 Bình Phương bằng 899. Đó, cái mẹo này nói chung là nắm để trong trường hợp gặp thì xử lý cho nó nhanh thôi. Để chơi còn gặp mấy cái số này mà ngồi mà chịu đặt bút đặt tính nhân ra thì cũng cực kỳ vất vả. Và cuối cùng hôm nay thì xin phép chia sẻ thêm một cái bài toán tư duy. Đó, học sinh tiểu học rồi cấp 2, cấp 3 hiện nay rất hay gặp những cái bài toán tư duy này. Và trên các cái diễn đàn toán học, toán thông minh, toán tư duy nâng cao bậc cao thì rất hay gặp. Nó còn gọi là cái dạng toán quy luật. Thì nói chung chúng ta càng giúp cho các em nó nắm các cái quy luật toán học càng nhiều thì sau này các em nó sẽ rất tự tin trong cái việc học rồi giải toán. Đồng thời các em có thể tìm thấy niềm vui, sự lý thú ở trong đó. Ví dụ cái bài toán này, lấy hai số này nhân với nhau, 77 sẽ có kết quả 49 ghi sau nó. Đây là quy luật. Rồi tiếp theo, ở phép tính thứ hai, 4 lần 9 36. Ghi ra 36, như vậy quy luật này đúng. Thử thêm một lần thứ ba, 3 lần 6 18. Ra 18. Đó. Và khi đã xác định được quy luật thì các em dễ dàng điền được kết quả của phép tính này là 8 7 7 4 9 4 9 30 6 3 x 6 18 8 x 1 bằng 8. Và đây cũng là cách để cho các em kiểm tra cái trình độ mà học cửu chương, xử lý cửu chương của các em. Rồi thì dựa trên quy luật này, chúng ta chỉ cần ra một vài cái đề bài đơn giản cho các em làm. Đấy, ra đề đơn giản vậy thôi cho các em làm để cho nó rèn luyện cái cửu chương 8864 4624 rồi 248 8648 8432 236. Có thể hướng dẫn các em nó ra những cái đề từ đơn giản tới phức tạp, vừa học vừa chơi. Và đó cũng là một trong những cái phương pháp giúp con em của mình nó học toán giỏi và nó yêu thích cái môn toán hơn. Rồi, video hôm nay đến đây thì xin phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.